Thì với hơn 1 tỷ thì mua được nhà ở đâu mà ở Hà Nội mà lại sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, thiết kế 3 đến 4 phòng ngủ thưa quý vị. Ngọc Anh xin trân trọng kính chào quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 6 căn nhà thiết kế mỗi một căn 30 mét, xây dựng là 3 tầng, thiết kế độc lập riêng biệt, tường riêng, cột riêng, móng riêng, giá bán vô cùng hợp lý, chỉ hơn 1 tỷ. Mà cái giá đấy bao gồm cả nhà và đất, sổ đỏ, bàn giao nhà được luôn theo như hiện trạng của ngôi nhà. Ngõ trước nhà 2 mét, đây ô tô có thể vào tận cổng đây thưa quý vị. Và đặc biệt với cái vị trí này thì sổ đỏ chuẩn chỉnh, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, gần với lại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Trương Mỹ, Hà Nội, phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Trương Mỹ, quý vị nào đi làm ở Hà Đông. Ngọc Anh sẽ quay một căn mẫu để gửi tới cho quý vị. Ở đây dự án 6 căn thì đã bán 3 căn và chỉ còn 3 căn thôi. Mời quý vị theo em vào khám phá ngôi nhà. Với hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế xây mới, cửa chính thiết kế là cửa gỗ cho quý vị. Đây. Và tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với vị trí này thì nó không quá gần trung tâm, tuy nhiên như em đã chia sẻ, nó phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông, phù hợp với quý vị đi làm ở Chương Mỹ. Không khuyến khích khách hàng mà làm ở tận Long Biên hay là ở tận trên phố cổ thì nó hơi xa. Nếu như tính từ vị trí ngôi nhà này mà đi lên tới trung tâm Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm thì nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 22 km mọi người nha. Cho nên cái đấy là cái mà Ngọc Anh chia sẻ rất là cụ thể, rõ ràng để cho quý vị có thể cân đong đo đếm cái quãng đường đi. Còn xung quanh của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị đến xem thực tế nhé. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà, còn đây là phần phòng bếp. Thiết kế đầy đủ chỉnh chu, điện, nước, tủ bếp, thiết bị vệ sinh, rồi là phần sơn, gạch lát nền, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Đó, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp. Xung quanh vị trí ngôi nhà gần với chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ. Đó, ngoài ra tầng 1 phòng khách phòng bếp thì còn một phòng vệ sinh sử dụng cho phía dưới tầng 1 thưa quý vị. Ngõ trước nhà đường nông gần với đường ô tô, rất là thoáng, gần với bãi gửi xe ô tô ngày đêm. Ok, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Thiết kế của ngôi nhà với một ngôi nhà hoàn thiện mà giá bán em sẽ để cụ thể giá bán ở dưới phần miêu tả để cho quý vị có thể đọc. Bởi vì sao mà không đọc giá luôn? Bởi vì mỗi một thời điểm, có thể một tháng, chủ đầu tư thay đổi lên xuống giá, cho nên em sẽ để cập nhật mới nhất tại cái thời điểm chủ đầu tư đang chào bán. Mời người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Với căn nhà thiết kế 3 tầng ra sao? Tầng 1 phòng khách phòng bếp, trên phía tầng 2 thiết kế cho quý vị 2 phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía bên ngoài, đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, gạch lát nền, vân gỗ, có ban công mở thoáng hướng được ra phía bên ngoài nha mọi người. Đây. Rất là thoáng, sáng. Tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế cửa gỗ. Đây. Phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đồ. Phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ trước sau. Bán nhà theo hiện trạng, cho nên nếu như mà ở trên video nhà có như thế nào thì em sẽ nói luôn như thế, chia sẻ theo quý vị. Nhà này bán theo hiện trạng Ngọc Anh quay. Phòng ngủ ở phía bên trong, hiện tại nhà đang mất điện cho nên có như thế nào thì em sẽ quay như quý vị như thế nhé. Đây là phòng bên trong. Tất cả các phòng đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Đây là phần tầng 2 rồi, mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi. Đây. Đây là phần tầng 3. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, trước và sau tương đối là thoáng. Phần sân phơi đây ạ. Đây, thưa quý vị,
rộng, thoáng, hợp lý. Đây. Nói chung nhà có như thế nào thì em quay cho quý vị là như vậy. Giá căn nhà hơn 1 tỷ rưỡi một chút thôi. Cả nhà và đất sổ đỏ, pháp lý, chuẩn chỉnh mới hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị được. Với ngôi nhà này quý vị trả trước khoảng tầm 300 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 30 năm, tối thiểu là 3 năm về phần ngân hàng. Hoặc quý vị nào mà cần hỗ trợ ngân hàng thì liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh để được tư vấn rõ ràng nhất. Và quý vị cảm thấy ok thì quý vị đi xem nhà nhé. Mọi người muốn cần thì liên hệ ngay với lại số điện thoại ở phía trên màn hình 0953013403 hoặc 0888041414. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.